Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát. Ông Trần Quý Thanh bị C01 điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3 năm 2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Cụ thể, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái của ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Theo đơn tố cáo, ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động, giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.